sau khi phản ánh về việc chủ đầu tư dự án Thanh Hà C&Co 5, tập đoàn Mường Thanh ngang nhiên dùng rác thải để san lấp mặt bằng. Chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh về việc tại dự án này xuất hiện hàng loạt các kho xưởng được xây dựng kiên cố. Theo quan sát, khu vực này có ít nhất 5 kho xưởng đang tồn tại và hoạt động. Những tấm biển thông báo tuyển nhân viên, lao động tại đây cũng được các công ty quảng cáo rầm rộ, cho thấy sự công khai, bành trướng, bất chấp pháp luật của chủ đầu tư. Dạ. Ở đây kho hàng của Tiki à? Vâng. Ở đây đóng ở đây lâu chưa anh? Em không biết ạ. Ở đây mình có nhận chuyển hàng không? Có chứ ạ. Có. Cách Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội khoảng 100m là điểm cung cấp lương thực thực phẩm của công ty Đại Sơn. Gọi là điểm cung cấp lương thực thực phẩm, thế nhưng tại đây đang có dấu hiệu của việc họp chợ trái phép. Phía trước, công ty Đại Sơn chia thành các kiosk nhỏ để cho thuê như thế này. Trong buổi làm việc với phóng viên báo điện tử Tầm Nhìn, ông Đặng Anh Phương, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cự Khê cho rằng kho xưởng mà phóng viên phản ánh đã được Ủy ban nhân dân huyện đồng ý cho xây dựng. Bản thân ông đã nhận được công văn của Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được cung cấp công văn thì vị này lại từ chối. Thật sự ra cũng không nhất thiết phải cung cấp. Không đấy, tôi trao đổi thực nó là như vậy. Không phải không trên tình hình thực tế là thế. Thế còn khi các bạn làm việc với huyện thì sẽ có như vậy, được huyện coi như vậy là sẽ cung cấp các cái văn bản đấy. Việc ông Đặng Anh Phương, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội từ chối cung cấp thông tin cho báo chí đã vi phạm khoản 1, điều 38 Luật Báo chí năm 2016. Đồng thời có dấu hiệu vi phạm khoản 11, điều 8 Luật Báo chí về việc cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng. Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên hệ, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía Ủy ban nhân dân huyện. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.